Một cuộc hội ý chớp nhoáng với các đồng chí cán bộ phụ trách được tiến hành ngay sáng ngày 29. Chúng tôi quyết định trận chiến đấu lại được tiếp tục trong đêm nay, 29 tháng 6. Vì tin tức cơ sở của ta từ Bến Lức báo cho thấy địch vẫn không hề hay biết gì là ta chuẩn bị tiến công. Địch tăng cường thêm lực lượng là theo yêu cầu chung của tình hình. Pháo sáng và đèn pha hoạt động đêm qua ở gần khu vực cầu cũng chỉ là ngẫu nhiên, chứ không có lý do gì đột xuất. Về phía ta, tổ chiến đấu mệt, nhưng cũng có thêm kinh nghiệm, nắm chắc hơn quy luật hoạt động của địch, hình dung nhiều chi tiết địa hình quanh khu vực cầu. Mặc dù phải làm lại đến lần thứ ba, nhưng ai cũng đinh ninh lần này là chắc ăn. Đêm xuống nhanh. Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ rê mà mọi người ở sở chỉ huy tiền phương đã im lặng dõi theo và hồi hộp chờ đợi. Hai kim chập một, chỉ đúng 12 giờ. Cái giờ rê quy định đã đến. Không gian bỗng trở nên yên ắng. Có thể nghe rõ nhịp đập hồi hộp ở nơi con tim mình. Sự háo hức mong đợi đến căng thẳng bỗng chốc biến thành sự nghi ngờ. Kèm theo một loạt câu hỏi đặt ra, lại sự cố nữa. Nhưng là sự cố gì? Lành hay dữ? Trái nổ còn không? Cất giấu ra sao? Ở nơi nào? Liệu ngày mai địch có phát hiện được không? Hay là mọi việc ngược lại, mất hết? Đang hoang mang, suy nghĩ mông lung như thế, thì một tiếng nổ dậy đất từ phía Bến Lức vọng về. Lúc này là 12 giờ 5 phút. Như vậy là giờ rê thực tế chậm 5 phút so với giờ rê kế hoạch. Tất cả chúng tôi ùa ra mép sông Vàm Cỏ Đông để hướng về phía Bến Lức. Dấu hiệu dễ thấy là quầng sáng xanh của cây đèn cao áp thủy ngân biến mất. Chỉ còn có quầng đỏ của lửa cháy mỗi lúc một bốc cao, lan xa, sáng cả một góc trời Tây Bắc. Cả Bến Lức chìm trong biển lửa, im lìm, không một tiếng động của súng, của động cơ xe tăng, xe bọc thép, của tàu xuồng máy địch phản ứng. Mãi một giờ sau, mới nghe tiếng pháo từ Tân An, Bình Chánh dội về, một thứ thị uy vu vơ bất lực. Vui, thật vui. Cái vui không hò reo nhưng náo nức, rung động hòa nhập cùng nhịp đập nơi con tim của mỗi người. Chỉ nghe thấy tiếng nổ, chỉ nhìn rõ quầng lửa đã thấy sảng khoái trong tâm hồn. Giữa lúc đó thì tổ chiến đấu của đồng chí Dương trở về an toàn, khiến cái vui càng đậm đà, quên cả mình đang nằm trong thế bốn bề đều có địch vây ép. Tôi ôm hôn từng người, lòng tràn đầy xúc động, muốn khóc. Sao lại chậm 5 phút hả Dương? Vừa ôm Dương, tôi vừa hỏi như vậy. Báo cáo anh Tư. Dương rời tôi ra rồi nói tiếp. Trung thay tôi làm nhiệm vụ bóp kíp. Tôi và Bảy đi trước trái. Đúng 23 giờ 30 phút, trái được đưa vào chân cầu. Lợi dụng đoạn hàng rào yếu, Trung dùng sức nặng của trái đẩy sát chân cầu và 35 phút sau thì trái nổ. Thế là rõ, giờ rê đến sớm hoặc muộn cũng là nét đặc biệt của cách đánh đặc công. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình tiềm nhập mà ta không thể lường hết được. Bây giờ thì chúng tôi mong cho trời chóng sáng để nhận diện kẻ thù sau trận bão lửa của ta đêm qua, vì nổ chưa phải dấu hiệu báo rõ kết quả. Nổ nhưng không gây nổ cầu, không diệt được địch, không phá hủy được phương tiện chiến tranh, thì mới chỉ là thắng lợi về tâm lý, không đạt được mục đích trận đánh đề ra. Khi mặt trời vừa ló dạng từ chân trời phía Cần Ruộc, chúng tôi đã phân công nhau cải trang sát vô đường số 4, đoạn từ thị xã Tân An, Bến Lức, Bình Chánh. Đến nơi đã thấy ngay cái cảnh nhốn nháo hoảng loạn. Xe từ Sài Gòn xuống, từ Long An, Mỹ Tho, Cần Thơ lên đều tắc nghẽn, chật cứng, không sao đi nổi. Nhịp cầu thứ 6 bị sập, đúng như dự kiến. Các tháp canh, vọng gác ở hai đầu cầu cũng bị đổ tan, xác địch nằm còng queo. Dưới sông về phía hạ lưu, tàu xuồng địch vãn bớt. Vì áp lực của trái nổ, cái đầm, cái vỡ, cái bay xa, quang cảnh đổ nát như sau trận bom. Buổi chiều, chúng tôi nhận được tin tức do cơ sở của ta từ trong báo ra. Địch phải hủy bỏ cuộc càn quét vào Tân Trụ, Cần Ruộc buổi sáng nay, 30 tháng 6. Đánh sập cầu Bến Lức, cắt đứt hoàn toàn đường số 4, không chỉ gây cho địch nhiều thiệt hại mà còn tạo nên sự chấn động lớn với quân địch, góp phần vào thắng lợi trong cuộc tiến công và nổi dậy chung của toàn miền trong đợt 2 đang diễn ra sôi sục. Sau này được anh Tư Thân cho biết thêm về việc chuẩn bị cho cuộc tiến công
và nổi dậy Mậu Thân 1968 của phân khu 3. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, chỉ trong vòng 2 tháng, phân khu 3 đã hoàn thành một khối lượng có thể nói là kỷ lục, rút 500 đảng viên từ các lực lượng huyện, xã, đưa vào các tiểu đoàn mũi nhọn nhằm nâng cao tăng cường sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu, rút 300 đảng viên của các huyện bên ngoài vào tăng cường cho các huyện nội thành, tổ chức vận chuyển 20 tấn vũ khí đạn dược từ R đưa xuống các hướng, các mũi và chôn giấu ở các khu vực Bình Đức, Bình Chánh, An Nhật Tân, Long Cang, Long Định, điều động các đơn vị vào vị trí tập kết, ém quân ở các vùng sâu sát ven đô, ven lộ để thực hiện. Làm bằng ấy công việc thật không hề đơn giản khi mà chiến trường Long An ở thời điểm này thật hiểm nghèo. Ngoài quân ngụy dàn ra đóng thành các đồn bót, có thêm 4 lữ đoàn Mỹ, 2 lữ đoàn thuộc sư đoàn 25, lữ 199 và lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 9. Với số pháo 105 và 155 ly cực nhanh tăng lên đến 196 khẩu, có thể bắn tập trung vào bất cứ điểm nào trong tỉnh. Ấy là chưa kể 50 khẩu pháo 155 đến 203 ly đặt ở các hạm tàu, có thể bắn bất cứ chỗ nào cáp hai bờ sông. Lại có thêm 300 tàu chiến lớn nhỏ ầm ầm suốt ngày đêm trên các lạch sông. Cường độ chiến tranh ở Long An tăng lên rất cao, không một mảnh đất nào của Long An không bị bom đạn Mỹ tàn phá, nhà cửa tiêu điều, ruộng vườn sơ xác, cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn. Long An chuẩn bị cho một cuộc tiến công trong tình hình như thế đấy. Nhưng mọi việc đâu vào đó xong hết. Qua nghe anh Tư Thân kể về việc chuẩn bị lực lượng, về ém quân, cài thế, tôi càng thấu hiểu cái điều kiện cơ bản cho trận đánh sập cầu Bến Lức mà lực lượng đặc công đã hoàn thành, không thể tách khỏi cái lực, cái thế mà Long An đã chuẩn bị. Anh Tư Thân còn cho biết thêm, sau trận đặc công đánh sập cầu sắt, bọn chuyên viên của công binh Mỹ kéo đến nghiên cứu tính chuyện sửa. Nhưng khi đưa vào máy tính điện tử để tìm đáp số thấy đắt dữ, làm như thế chỉ phức tạp, nên chúng quyết định xây cầu xi măng mới, muốn chứng tỏ rằng Mỹ nhiều tiền lắm của. Trận cầu Bến Lức là một kỷ niệm sâu sắc của tôi. Nó không phải đơn thuần đây là trận đánh Mỹ đầu tiên mà tôi được tham dự, mà còn là qua trận then chốt này, tôi đã lớn lên rất nhiều trong nghệ thuật tổ chức, chỉ huy chiến sĩ, là những vấn đề chiến thuật và kỹ thuật của đánh trái nổ có trọng lượng lớn trong điều kiện sông nước. Những kinh nghiệm của trận đánh này đã có ý nghĩa góp phần xây dựng các nguyên tắc về tổ chức tác chiến đặc công, hình thức đánh cầu, làm cho nghệ thuật tác chiến của binh chủng thêm phong phú. Trong vùng tam giác sắt, tạm biệt Long An vào một ngày cuối năm 1968, tôi lại về đất miền Đông theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền. Thế là tôi đã sống trọn một mùa mưa của đất trời và một mùa ra trận với bao sôi động của cuộc tiến công và nổi dậy tại một chiến trường đầy sông ngòi, kênh rạch. Lúc mới đến thấy bâng khuâng, xa lạ, khi ra đi lại bùi ngùi, lưu luyến. Có trải qua gian nan mới hiểu lòng nhau và thương nhau hết mức. Điều này thật đúng với cảnh và người của đất Long An. Một cái túi đựng bom đạn Mỹ chút xuống theo công thức giải thảm hoặc tính theo tọa độ ô vuông. Một vài nơi mà kẻ thù dùng làm thí nghiệm, đủ kiểu loại hành quân. Hết tìm diệt, quét và giữ, lại đến bình định đặc biệt, bình định cấp tốc để gom dân lập ấp chiến lược, để thực hiện tát nước bắt cá. Nhưng từ trong cái tàn bạo và ác liệt ấy của quân thù đã rèn đúc đồng bào, đồng chí Long An có ý chí rắn tanh, chắc khỏe, có tình cảm đùm bọc thương yêu cho nhau và vì nhau, sống nguyên tắc mà cũng rất vị tha hết mình. Phẩm giá con người ở đây vẫn son sắt, ngời sáng. Trở lại đất miền Đông cũng bằng con đường hành lang quen thuộc, khác chăng là giờ đây cảnh vật khắc thêm những nét tàn phá vì chiến tranh, thấm thêm nhiều nước mắt và máu. Nhưng con người ở đây vẫn hiện rõ nét lạc quan trên gương mặt và những thân cây vẫn còn sức để kháng hóa chất độc, hiên ngang vươn lên nền trời như chấp nhận, như thách đố. Cũng phải mất đúng một tuần lễ hành quân căng thẳng và vất vả, tôi mới về đến nơi làm việc của Bộ Tham mưu Quân Giải phóng miền. Tại đây, tôi được biết rõ hơn toàn cảnh bức tranh giàu màu sắc anh hùng ca của cuộc tiến công nổi dậy của quân và dân mặt trận Sài Gòn. Đợt 3 của cuộc tổng công kích đã kết thúc từ ngày 30 tháng 9, nhưng dư âm các trận đánh của đặc công ở Bắc
và Đông Bắc Sài Gòn vẫn đang được các hãng thông tin phương Tây nhận xét là những trận đánh tài tình của Việt Cộng, tức là quân giải phóng, như là các trận tiến công táo bạo vào căn cứ Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Ngụy ở Trảng Lớn, Cà Tum, vào đài truyền tin của Mỹ trên đỉnh núi Bà Đen, vào căn cứ Mỹ ở Trà Là, Bến Củi, vào vị trí Sư đoàn 1, Bộ binh Mỹ ở Lộc Ninh. Cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt trên toàn chiến trường miền Nam đã giành được một thắng lợi lớn, làm đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào đàm phán với ta tại Hội nghị Paris. Cũng những ngày này, chúng tôi còn nhận được tin tức về hoạt động của binh chủng qua thư từ trao đổi từ ngoài đó gửi vào qua anh Mười Tịch. Từ binh chủng cử vào được Bộ Chỉ huy miền bổ nhiệm Lữ đoàn Phó Lữ Đặc Công 429 trực thuộc miền, và qua cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 14 vào đây đổi thành tiểu đoàn 9, từ ngoài đó bổ sung cho chiến trường B2 vừa vào tới, kể lại. Sau 3 ngày nghỉ xả hơi, tôi lại được đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng miền gọi lên giao nhiệm vụ. Lúc này đã là giữa tháng 10 năm 1968. Một mùa khô mới lại đến, những dấu hiệu của tình hình khẩn trương thật dễ thấy. Tiếng động cơ của xe cơ giới hòa với tiếng động cơ của máy bay âm ỉ liên tục trong không gian, chứng tỏ Mỹ đang điều chỉnh lực lượng, đang chuyển quân. Thoảng xen lẫn tiếng nổ rền kéo dài của những phi vụ máy bay B-52 giải thảm từ Lộc Ninh, từ chiến khu Dương Minh Châu, xa nữa là vùng Long Nguyên, Thủ Dầu Một vọng lại. Tuy không nói ra, nhưng anh Lê Đức Anh như muốn chia vui với cấp dưới sau thời gian đi làm nhiệm vụ trở về. Khác với lần giao nhiệm vụ trước, hôm nay trên bàn làm việc của anh có cả thuốc lá Điện Biên, chè Thanh Tâm và có cả kẹo cà phê Hải Châu, Hà Nội. Anh tự tay chế chè, bóc thuốc lá đưa phần cho tôi để cùng anh thưởng thức hương vị từ hậu phương miền Bắc gửi tới. Tôi vốn không quen dùng những thứ này, nhưng hôm nay lại cảm nhận được nó rạch ròi, mùi thơm của thuốc, vị chát sau để lại vị ngọt dẹ nhàng khoảng nơi đầu lưỡi của chè khi nó hòa tan vào cơ thể, gây một cảm giác hưng phấn và dễ chịu. Anh hỏi chuyện chiến đấu ở Long An, chuyện đánh cầu Bến Lức và tình hình trên đường hành lang. Anh hỏi thăm sức khỏe anh Chín Cần, anh Tư Thân và các anh khác trong Bộ Tư lệnh Phân khu 3. Chuyện chung sao mà ấm cúng, thân mật như anh em trong nhà. Đợi cho ấm trà cạn, điếu thuốc gần tàn, anh mới vào việc. Anh nói, cuộc tổng tiến công và nổi dậy của ta đã đẩy Mỹ phải xuống thang, điều chỉnh lại chiến lược quân sự tìm diệt thay bằng quét và giữ, bình định đặc biệt thay bằng bình định cấp tốc. Nhưng trước mắt, Mỹ vẫn ngoan cố dùng sức mạnh quân sự tối đa để tiếp tục thực hiện chính sách xâm lược, mở các cuộc phản công, tiến hành bình định cấp tốc bằng mọi thủ đoạn dã man để phá bàn đạp tiến công của ta, đẩy chủ lực của ta ra xa các thành phố, thị xã. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị vừa điện vào, anh nhấn mạnh, cần chuẩn bị gấp đợt cao điểm tiến công và nổi dậy vào mùa xuân, tiếp đó chuẩn bị đợt cao điểm mùa hè và những đợt sau nữa, thực hiện đánh cho Mỹ cút như Bác Hồ đã căn dặn. Trước mắt, ta chưa có điều kiện tiến công vào Sài Gòn bằng binh chủng hợp thành, vì sau thắng lợi của những đợt tiến công và nổi dậy của ta trong năm 1968, ta cũng gặp khó khăn nhất định về quân số, về đảm bảo vật chất. Mặt khác, địch chưa cam chịu, chúng đang gia tăng các cuộc hành quân càn quét, xúc tiến các biện pháp phòng thủ tại chỗ kết hợp với lập tuyến phòng thủ từ xa, tạo thành nhiều tầng, nhiều lớp hỗ trợ nhau nhằm giữ cho được các thành thị, các căn cứ quân sự, các đường giao thông quan trọng, các vùng đồng bằng đông dân nhiều của. Vì vậy, quyết tâm của Trung ương Cục và Quân ủy miền là phát huy thắng lợi đã giành được, khắc phục tư tưởng hữu khuynh, tiếp tục tiến công, đặc biệt coi trọng việc tổ chức, chỉ huy các lực lượng đặc công tiến hành chiến đấu nhằm tiêu diệt những sinh lực quan trọng của địch. Ngừng một lát, ho nhẹ như để lấy giọng, anh nói tiếp với nhịp điệu sôi nổi. Mục tiêu chủ yếu hiện nay của lực lượng đặc công là hướng vào các căn cứ, các sở chỉ huy, các kho tàng bến cảng của Mỹ, thực hiện đánh bồi, đánh nhồi, đánh bỏ để tiêu diệt sinh lực địch, làm vô hiệu hóa các tuyến phòng thủ vào ngoài của chúng, giữ vững thế cài răng lược giữa ta và địch trên chiến trường Đông Nam Bộ. Rồi, như để củng cố lòng tin cho tôi, anh nhấn mạnh, tiến công bằng cách đánh đặc công là thích hợp nhất trong lúc này, vì với lực lượng nhỏ mà tinh, ta có điều kiện bí mật luồn sâu, ém sẵn,
tạo thế bất ngờ đối với địch để tiến công tiêu diệt sinh lực địch. Đến đây anh nhìn thẳng vào tôi như để động viên khi giao nhiệm vụ. Để đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ thay đổi. Bộ Tư lệnh Miền quyết định xây dựng đặc công Miền thành binh chủng độc lập và cử anh giữ chức phó tư lệnh. Thế là tôi lại trở về với gia đình đặc công của mình để cùng các anh Mười Thọ tư lệnh, anh Năm Phúc chính ủy và anh Tư Cang phó tư lệnh lo khẩn trương triển khai nhiệm vụ trên giao. Tuy mới xa nhau chưa đầy năm, vậy mà khi gặp lại nhau, ai nấy đều gầy, gương mặt hốc hác vì vừa trải qua một cuộc chiến đấu hào hùng và cũng lắm vất vả, gian nan. Mặc dù vậy, các anh vẫn rất nhiệt tình và đang say sưa với công việc chuẩn bị cho đợt hoạt động tới. Cái sôi nổi lạc quan của các anh đã tiếp sức nhanh sang tôi. Niềm tin khi nghe anh Lê Đức Anh phân tích lúc giao nhiệm vụ. Khi về đây, niềm tin ấy được nhân lên mạnh mẽ, giúp tôi nhập cuộc nhanh chóng, không chút ngỡ ngàng. Một tấm bản đồ đặc biệt quân khu 3 có in kèm chữ Anh, được trải sẵn trên nền nhà dã chiến ẩn mình dưới rừng le, nơi làm việc của Bộ Tư lệnh Đặc công Miền. Bốn chúng tôi chụm đầu vào nhau trên tấm bản đồ thu được của địch này. Chỉ cần xem xét trên bản đồ, đã thấy sự đầy ắp lính Mỹ trên đất miền Đông vẫn từ trước. Sư đoàn một bộ binh mang tên Anh Cà Đỏ đứng chân ở Thủ Dầu Một, Lai Khê. Sư đoàn bộ binh 25 mang tên Tia Chớp Nhiệt Đới đứng chân ở Củ Chi, Đồng Dù. Nay có thêm hai sư đoàn sừng sỏ nữa. Sư đoàn kỵ binh bay số 1 được trang bị 450 máy bay lên thẳng các loại. Và đại bộ phận sư đoàn dù 101 đều từ An Khê, Tây Thừa Thiên về đây làm nhiệm vụ cơ động phòng thủ từ xa, đang giàn quân diễu võ dương ngai ở vùng giáp biên thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, nay là tỉnh Sông Bé. Đấy là chưa kể trung đoàn xe bọc thép số 11 của Mỹ, ba sư đoàn ngụy số 5, 25 và 18 và hàng trăm đại đội bảo an ngụy đang được giăng ra làm nhiệm vụ phòng ngự diện địa. Ấy là chưa kể địch đã tập trung nhiều tiểu đoàn chủ lực và lính bảo an để thực hành bình định cấp tốc ở vùng trọng điểm Sài Gòn, Gia Định. Dựa vào tài liệu của Cục Quân báo Miền và của các tổ trinh sát đặc công từ các hướng gửi về, kết hợp với nghiên cứu ngay trên tấm bản đồ có tỷ lệ 1 trên 25.000 do cơ quan đồ bản quân đội Mỹ ấn hành, chúng tôi phân tích rõ về các loại căn cứ quân sự Mỹ, đâu là cụm tiểu đoàn hỗn hợp, đâu là khu kho hậu cần, khu sở chỉ huy hành quân của địch, cùng với những đặc điểm địa hình xung quanh. Ngoài ra, để đề phòng ta tiến công, địch không đóng quân ngoài công sự như trước, mà đều có bố trí sẵn các căn cứ dã chiến có đủ công sự, vật cản để phục vụ các cuộc hành quân và chốt giữ. Ở những nơi đoán biết có lực lượng ta, địch hạn chế đóng quân thành trung đoàn, lữ đoàn như trước, mà chia san thành các tiểu đoàn hỗn hợp, vừa có tác dụng tăng không gian kiểm soát, vừa hỗ trợ cho nhau khi bị ta tiến công. Hình thức phòng thủ và các thủ đoạn để thực hiện chiến lược phòng thủ của địch đã có những thay đổi, đòi hỏi chúng tôi phải suy nghĩ kỹ, phải lật đi lật lại các giả thuyết trước khi ta hạ quyết tâm chọn lựa mục tiêu tiến công. Đặc biệt, trận tiến công mở đầu cho đợt hoạt động chung chỉ được quyền thắng. Nếu chỉ là một trận chiến đấu riêng lẻ của đặc công thì có thể tìm ra đáp số tương đối nhanh. Đằng này đánh trong đội hình lớn, có nhiều lực lượng tham gia, mà đặc công phải có nhiệm vụ ngòi nổ. Một vấn đề nữa đặt ra là nên tổ chức lực lượng như thế nào, phải bố trí cài thế ra sao để có thể đạt hai yêu cầu: đưa toàn bộ lực lượng đặc công cơ động của miền vào tham gia chiến đấu đánh các mục tiêu được phân công, thực hiện tiêu diệt thật nhiều sinh lực cấp cao của địch, đồng thời phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các sư đoàn chủ lực đánh lớn theo phương thức binh chủng hợp thành, gây thối động mạnh mẽ vào vùng ven và nội đô, buộc địch phải nghiêm chỉnh đàm phán với ta tại Paris. Lại có những đêm suy nghĩ chăn trở, lo sao hoàn thành nhiệm vụ trên giao đúng thời gian quy định để kịp ngày N nổ súng thống nhất trên toàn bộ chiến trường Đông Nam Bộ. Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Miền, các sư đoàn chủ lực đã và đang triển khai đội hình chiến đấu trên toàn bộ mặt trận. Ở hướng chủ yếu của đợt hoạt động cao điểm mùa xuân này là Tây Bắc Sài Gòn, cặp đường số 1 và đường số 13. Sư đoàn 1 đã đến đứng chân ở khu Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Gò Dầu để sẵn sàng phát triển về hướng Củ Chi khi tình hình cho phép. Sư đoàn 7 đã có mặt tại Dầu Tiếng, Bến Cát, Bến Tranh, đối diện với cụm các tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ. Sư đoàn 5 đang cấp tốc hành quân để kịp ém quân ở Long Giao, tỉnh Long Khánh, trên trục đường số 15 Long Khánh, Vũng Tàu.
Sư đoàn 9 làm lực lượng dự bị đang nằm giấu mình ở khu vực Bổ Túc, Đồng Pan, sẵn sàng tung lực lượng vào các hướng khi nhiệm vụ yêu cầu và cấp trên ra lệnh. Sau những ngày làm việc căng thẳng, nghiên cứu, trao đổi cả lúc ăn và khi đi ngủ, chúng tôi ai nấy đều sôi nổi đóng góp ý kiến. Và những ý kiến tuy có nhấn mạnh mặt này mặt kia theo góc độ nhìn của mỗi người, nhưng lại gặp nhau ở ý lớn, cài thế dưới đây. Đoàn 10 đã công rừng sát, bám đánh địch trên sông Lòng Tàu và sông Sài Gòn. Tiểu đoàn đặc công thuộc các sư đoàn bộ binh 1, 5, 7 và 9, chủ yếu bám đánh các cụm tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ, đồng thời sẵn sàng nhận lệnh điều động của miền tham gia đánh các căn cứ lớn của Mỹ đánh trong đội hình chiến dịch. Lực lượng đặc công cơ động trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công miền bám đánh các căn cứ lớn của Mỹ ở Đồng Dù, Lai Khê, Technic. Đến tháng 2 năm 1969, do yêu cầu của nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh miền quyết định cho thành lập Trung đoàn Đặc công 429. Đến tháng 11 năm 1969, chuyển thành Lữ đoàn 429 gồm 3 tiểu đoàn và một số đại đội độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công miền chuyên làm nhiệm vụ đánh các căn cứ lớn của Mỹ. Lúc này, các đơn vị đặc công đã triển khai bám trụ tại các địa bàn được phân công, hình thành ý đồ cài thế của Bộ Tư lệnh miền cho đợt hoạt động sắp mở màn. Đây là sự chuẩn bị có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện địch đánh phá quyết liệt để đẩy lực lượng chủ lực của ta ra xa. Muốn bám đánh các căn cứ, hậu cứ, các kho tàng, sân bay, bến cảng, các sở chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn địch, phải tìm cách bám trụ trước khi triển khai công việc chiến đấu cụ thể. Không có bám trụ, không có chiến đấu. Bám trụ được xem như một công đoạn của giai đoạn chuẩn bị tổ chức chiến đấu, là một trong những nội dung của nghệ thuật tác chiến đặc công. Bởi trong điều kiện không gian, thời gian của Đông Nam Bộ ngày ấy, có tổ chức bám trụ tốt mới tiến hành điều nghiên, mới tổ chức ém quân lót ổ, sẵn sàng để khi các điều kiện chuẩn bị chiến đấu đã chín muồi là thực hành tiềm nhập, tiến công, tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng việc bám trụ lại không đơn giản chút nào, vì địch luôn càn quét, đánh phá, đồng thời dùng hỏa lực xăm diệt suốt ngày đêm ở những nơi trọng điểm, nghi là có lực lượng của ta. Đoàn 10 đặc công rừng sát bám trụ hoạt động ở vùng sông nước đầm lầy, phải chịu đựng trong điều kiện ăn ở, sinh hoạt vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ sau Tết Mậu Thân, địch mở nhiều chiến dịch truy quét, dùng B-52 ném bom giải thảm, thả chất độc và bơm xăng vào khu rừng sát để khai quang địa hình nhằm diệt lực lượng biệt động đặc công của ta. Nhưng đoàn 10 đặc công vẫn tồn tại, vẫn bám trụ vững vàng được là nhờ tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh vô bờ bến của cán bộ chiến sĩ và do được đùm bọc che chở hết lòng của nhân dân. Chúng tôi rất bằng lòng với một thế trận đã sẵn sàng trên đây, một thế trận luồn sâu và các tuyến phòng thủ của địch vẫn bám và đang từng bước triển khai chuẩn bị tiến công vào các căn cứ, kho tàng, sân bay, bến cảng, vào các sở chỉ huy, các cụm đóng quân của 4 sư đoàn Mỹ và 3 sư đoàn ngụy đang đứng chân ở chiến trường Đông Nam Bộ. Ở đâu có địch là ở đấy có lực lượng đặc công cài ém, không đâu là an toàn với địch cả. Mặc dầu số lượng quân địch cơ động ở Đông Nam Bộ lúc này đã tới con số kỷ lục. Tất cả chúng tôi đều phấn khởi, tự tin vào công việc đã làm của mình. Nhưng lúc này đây, ai nấy đều rất hồi hộp, kèm theo cả lo lắng, băn khoăn là đến giờ khởi sự, có nhất loạt tiến công được không? Và hiệu quả của tiến công sẽ ra sao? Kẻ địch lúc này đây đang rất ngạo mạn chủ quan về sự điều chỉnh chiến lược của chúng. Bằng hành quân quét giữ và hành quân bình định cấp tốc, chúng dương dương tự đắc là đã làm trong sạch địa bàn, đẩy được Việt Cộng, tức là lực lượng vũ trang của ta ra xa. Chúng tự tin là không thể tái diễn kiểu Mậu Thân 1968 nữa. Lúc này đây, đã là những ngày đầu của năm 1969, Mậu Thân sắp qua. Kỳ Dậu đang đến, năm con gà, một loài vật cần mẫn và lạc quan. Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh miền, thì ngày giờ khởi sự kế hoạch bám trụ tạo thuận lợi cho việc ém quân, lót ổ và điều nghiên. Kỷ luật giữ bí mật được chấp hành nghiêm. Vất vả nhất lúc này là các tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 3, trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công miền và tiểu đoàn 28 đặc công thuộc sư đoàn 7. Vì phải từ xa vận động luồn sâu qua một hệ thống phòng ngự dày đặc của địch để đánh vào hai mục tiêu chủ yếu là Sở Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 25 Mỹ ở Đồng Dù và Sở Chỉ huy Lữ đoàn 3 của sư đoàn này chốt giữ Dầu Tiếng. Chúng tôi trong Bộ Tư lệnh Đặc công đã phân công nhau đi xuống trực tiếp các hướng. Anh Mười Thọ, Lữ đoàn trưởng trực tiếp đánh Dầu Tiếng. Tôi được chỉ định phụ trách chỉ huy đánh Đồng Dù.
chúng tôi tạm chia tay nhau từ rất sớm để kịp chuẩn bị cho ngày N. Đêm 22, rạng sáng 23 tháng 2 năm 1969, đợt tiến công mùa xuân Kỷ Dậu của quân dân ta vào 36 thành phố, thị xã, vào 35 sở chỉ huy từ trung đoàn trở lên, 38 sân bay, trên quy mô toàn chiến trường miền Nam bắt đầu. Lực lượng đặc công Đông Nam Bộ đã hòa chung vào âm điệu của đợt hoạt động cao điểm này rất ăn khớp. Ngay từ phút đầu, ba lực lượng đặc công tỉnh, sư đoàn và lực lượng đặc công cơ động trực thuộc miền đã đồng loạt nổ súng vào các mục tiêu được phân công. Đêm này thật vui, súng nổ vang khắp nơi như pháo đón giao thừa vậy. Nhưng diễn biến và kết quả cụ thể đều chưa biết. Nhưng mà cứ nghe cái âm thanh đầy sôi động và hao hao giống xuân 1968 từ bốn phương vọng về, từ vùng giáp biên xuống, từ khu trung tuyến Củ Chi, Thủ Dầu Một, Lai Khê, Biên Hòa là vỏ cứng bảo vệ Sài Gòn, thấu đến tận ven đô là đã hả lòng, hả dạ. Cái vui đã đến. Sau đó, những tin tức cụ thể từ các nơi gửi về Bộ Tư lệnh Đặc công miền và qua đó, tôi được biết khá nhanh mặc dù đang phải trực tiếp chuẩn bị đánh đồng dù. Đặc công tỉnh Biên Hòa đã nổ súng tiến công khu kho 50 Long Bình, phá hủy một nửa khu kho, diệt 150 lính Mỹ. Đặc công Sư đoàn 1 đánh thiệt hại nặng căn cứ Võ Tùng, Lộc Ninh. Đặc công Sư đoàn 7 tập kích vào một trung đoàn Mỹ ở núi Cậu. Nhưng không phải là không có những giây phút hồi hộp căng thẳng. Ngay khi mặt trời lặn, chúng tôi đã hướng tâm trí mình về nơi giàu tiếng. Vì đây là trận đánh mở đầu của đợt tiến công mùa xuân và cũng là một trong hai trận đánh then chốt của đặc công miền đánh vào Sư đoàn 25 Bộ binh Mỹ. Sư đoàn 25 Mỹ giữ vai trò quan trọng trong tuyến phòng ngự cứng bảo vệ Sài Gòn ở hướng Tây Bắc với ba căn cứ. Lữ đoàn 1 ở Tràng Lớn, Lữ đoàn 3 ở Dầu Tiếng, Lữ đoàn 2 và Sư đoàn Bộ ở căn cứ Đồng Dù. Trong đợt tiến công và nổi dậy năm 1968, ta đã tiến công Tràng Lớn và tháng 7 năm 1968 đánh Dầu Tiếng. Vì vậy, yếu tố bất ngờ có giảm, địch tăng cường đề phòng. Nhất là sau khi căn cứ Đồng Dù bị đặc công ta đánh hồi đầu tháng 1, thì địch càng rút kinh nghiệm về canh phòng, tăng thêm các phương tiện phòng thủ hiện đại. Vì vậy, trận đánh này anh Mười Thọ, lữ đoàn trưởng được phân công trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn 5 được giao nhiệm vụ đánh Dầu Tiếng là một tiểu đoàn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Vào khoảng 12 giờ khuya, bỗng có tiếng súng lớn nổ từ phía Dầu Tiếng vọng lại. Tiếng nổ nghe rõ dần và liên tục. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Súng đã nổ. Thế nghĩa là ta đã tiến công. Mà tiến công có nghĩa là mọi việc chuẩn bị cho trận đánh như ém quân, tiềm nhập đã giải quyết tốt. Niềm vui chưa có hồi âm mà đã thấy có cơ sở để tin. Sau này khi về sơ kết quá trình diễn biến, càng cảm phục tinh thần dũng cảm, mưu trí khắc phục bao khó khăn để bám trụ, điều nghiên của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 5. Vì chỉ một sơ suất nhỏ về kỷ luật, về kỹ thuật ngụy trang là kẻ địch có thể phát hiện, dễ dàng gây cho ta những khó khăn, những tổn thất khôn lường. Qua nghe anh Mười Thọ kể, chúng tôi đều xác định đây là một trận đánh hay của đặc công trong đợt mở màn tiến công mùa xuân 1969. Đặc biệt là đã khéo tổ chức ém quân gần địch, điều nghiên xong là tổ chức chiến đấu được ngay, không phải có thời gian chờ đợi. Nhanh chóng hình thành 6 mũi tiến công thực hiện bao vây chia cắt khi đột nhập vào căn cứ. Diệt được nhiều sinh lực địch, phá được nhiều phương tiện chiến tranh. Gần 800 lính Mỹ bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, phá hủy nhiều xe quân sự, bài khẩu pháo từ 105 đến 155 ly. Trận chiến đấu diễn ra cực kỳ ác liệt, thua đau, nhưng chúng vẫn gây cho ta thiệt hại đáng kể. Dầu Tiếng là trận đánh thắng lợi, thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chỉ huy miền. Đặc công làm nhiệm vụ mở ngòi, phối hợp tuyệt đẹp với các sư đoàn chủ lực, diệt các tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ ở Trà Cao, Tây Ninh, ở nước trong, Biên Hòa. Chiến thắng mở màn Dầu Tiếng đã khích lệ chúng tôi bước vào trận Đồng Dù tiếp theo ngay sau đó. Ngay giữa lúc Bộ Tư lệnh Đặc công miền bù đầu và khối lượng công việc đang còn rất nhiều nhằm chuẩn bị cho đợt hoạt động cao điểm mùa xuân, thì đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng miền gọi tôi lên giao nhiệm vụ đánh Đồng Dù. Không khí lúc này thật tất bật, khẩn trương. Ai cũng hăm hở chạy đua nước rút vì ngày N đã đến gần. Cũng bởi thế nên khi tôi tới nơi, anh Lê Đức Anh đi vào việc ngay. Hình như anh muốn sau buổi giao nhiệm vụ này tạo cho cấp dưới có nhiều thời gian triển khai thực hiện. Anh nói, thực hiện nghị quyết Trung ương Cục và Quân ủy miền, Bộ Tư lệnh miền quyết định chọn căn cứ Đồng Dù
là một trong những mục tiêu mở đầu của cuộc tiến công trên chiến trường Đông Nam Bộ. Đồng Dù là sở chỉ huy sư đoàn 25 Mỹ nằm trong vùng Tam Giác Sắt. Vì thế mà sẽ có nhiều khó khăn trong chuẩn bị chiến đấu và trong thực hành chiến đấu. Nhưng Bộ Tư lệnh miền đã cân nhắc khó mấy cũng qua, tổ chức cho được trận tiến công có hiệu quả vào căn cứ này nhằm giáng đòn phủ đầu và kế hoạch phòng thủ mới của Mỹ, và cũng là để rút kinh nghiệm về cách đánh đặc công vào căn cứ lớn, hậu cứ lớn của Mỹ, thực hiện tiêu diệt thật nhiều sinh lực cao cấp của chúng. Vinh dự, tự hào, lo lắng, băn khoăn, tất cả đã đến hòa nhập trong tôi cùng một lúc. Đây là dịp tốt thể nghiệm kỹ thuật đặc công chọi với kỹ thuật quân sự Mỹ, xem có gì khác với đánh Pháp không. Và nếu khác thì khác ở chỗ nào? Như nhiều lần anh Nguyễn Chí Điểm, Tư lệnh binh chủng đã nêu ra, đòi hỏi mỗi người chúng tôi từ cương vị, nhiệm vụ cụ thể khác nhau đều phải có những trả lời, để từ đó rút ra những vấn đề chung, đúc kết thành lý luận nguyên tắc về chiến thuật và nghệ thuật tác chiến đặc công, xem có gì đặc biệt. Sau khi trao đổi với các đồng chí ở nhà về công việc chuẩn bị, tôi nhận trách nhiệm chỉ huy số cán bộ từ đại đội đến tiểu đoàn đi làm công tác chuẩn bị từ đầu tháng 1 năm 1969. Đoàn cán bộ điều nghiên chúng tôi, tất cả gần 30 anh em rời Lò Gò, vượt đường 22 qua Dương Minh Châu, quẹo phải theo hữu ngạn sông Sài Gòn, đến khu địa đạo của huyện Củ Chi, thuộc địa phận xã Phú Hòa Đông. Dựa vào nhân dân, vào cơ sở địa phương và hầm địa đạo để bám trụ, ém quân thực hiện sáp vô căn cứ. Lần đầu tiếp cận tôi thấy hơi bị choáng ngợp, vì so với các căn cứ của quân đội Pháp trước đây thì căn cứ Đồng Dù to, rộng gấp nhiều lần. Ban ngày từ xa nhìn vào như một phố thị, nhà cửa san sát, có đường ngang lối dọc, có ngã ba, ngã tư. Đêm đến, căn cứ sáng rực dưới ánh điện, đèn cao áp. Rào kẽm gai được răng thẳng như hàng rào của một vườn ươm, vườn nuôi thú, kiểu cách hàng lối thoáng, nhìn không rối mắt, nhưng lại đầy hết lớp này đến lớp khác, vô thấu bên trong không phải chuyện dễ. Quanh căn cứ được phát quang xa 10 cây số để ngăn chặn ta tiếp cận tiến công, pháo kích. Đồng Dù, như tên tư lệnh sư đoàn 25 đóng ở đây thường hãnh diện tự đắc, là một trại lính thiết kế như biệt thự. Cái choáng ngợp ấy trong tôi cũng là tự nhiên buổi ban đầu, nhưng qua 3 ngày vào điều nghiên, chúng tôi phát hiện ra nhiều cái yếu. Căn cứ tuy to nhưng nhiều sơ hở hơn cứ điểm. Rộng nhưng mà nhiều góc chết, vượt rào thì vào dễ, phát triển thuận lợi. Tối tiềm nhập vô căn cứ điều tra, ngày chúng tôi xuống địa đạo nằm suy nghĩ, quyết tâm từng bước đã được hình thành trong tôi. Do quy mô và tính chất căn cứ quá lớn, nhiều khu vực, phải sử dụng hết lực lượng vào chiến đấu, không có dự bị. Phía bắc căn cứ là hướng tiến công chủ yếu, với lực lượng một tiểu đoàn tăng cường chia thành 4 mũi. Phía nam căn cứ là hướng thứ yếu, với lực lượng tiểu đoàn thiếu chia thành 3 mũi. Sau khi bàn bạc trao đổi kỹ với các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn, đại đội đi trong đoàn điều nghiên, chúng tôi nhất trí về phương án tác chiến. Trên cơ sở đó, tôi hoàn chỉnh lần cuối bản quyết tâm đó kèm theo sơ đồ minh họa, rồi giao cho Ngôn, chính trị viên phó đại đội, có một tiểu đội hộ tống mang về báo cáo Bộ Tư lệnh miền. Các đơn vị đã ém quân chót lọt. Chúng tôi nóng ruột chờ đợi lệnh chuẩn bị cho tiến công của Bộ Tư lệnh miền. Đã qua một ngày so với kế hoạch đề nghị mà vẫn chưa thấy gì. Tin đoàn đồng chí Ngôn mang báo cáo về R bị địch phục kích ở đoạn đường Dương Minh Châu làm nỗi lo ập đến, khiến tôi đứng ngồi không yên. Trận đánh không thực hiện được đã là điều day dứt, phí bao công sức chuẩn bị, bao công phu đưa toàn bộ đội hình luồn sâu vào được đây để ém quân. Nhưng nếu để địch đánh hơi thấy, nhất định chúng huy động tối đa lực lượng bùa vây xăm lùng, không đánh được địch đã là một thiếu sót, lại để đơn vị bị thương vong thì còn ảnh hưởng lâu dài đến nhiệm vụ. Thần kinh tôi lại bị căng ra như sợi dây đàn khi được tin một trung đội trưởng du kích, người đã dẫn đơn vị đến ém quân ở các hầm địa đạo, đã bị địch bắt. Chúng đánh đập rất dữ và moi được tin có đặc công từ R về. Tình thế thật trở nên nguy hiểm, có thể nói như ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh lực lượng địch dày đặc, từ đây về lại hậu cứ đâu phải dễ, đường đi đã xa, lại phải qua bao hệ thống đồn bót địch, qua những khu tráng địa, nơi tự do bắn phá của phi pháo địch suốt ngày đêm. Chỉ một giờ sau khi moi được tin, địch huy động bộ binh, máy bay, pháo binh càn quét bao vây khu địa đạo chúng tôi ở. Địch đã phát hiện và phá sập một số hầm của ta.
Tránh voi chả xấu mặt nào. Tôi chủ trương né tránh, tìm cách giữ bí mật, bảo toàn lực lượng, không để bất cứ dấu vết gì để địch khả nghi nơi đây có Việt Cộng ém quân. Đang phải căng thẳng đối phó thì nhận được điện của Bộ Tư lệnh Miền, đã nhận được báo cáo quyết tâm. Chỉ một dòng ngắn gọn thôi mà như có phép màu làm tôi hết mệt, phấn chấn hẳn lên, sung sướng vô cùng. Như vậy là báo cáo của tôi không bị rơi vào tay địch, có nghĩa là ý định tiến công Đồng Dù không bị lộ, yếu tố bất ngờ vẫn còn. Lời khai của anh du kích nọ về tin có đặc công về và cuộc vây xăm hai ngày hôm nay của chúng chỉ là việc tìm diệt lực lượng ta. Nếu có đánh sập mấy cái hầm cũng là chuyện bình thường, vì nơi đây là xứ sở, quê hương của Hầm Địa Đạo mà. Còn về ta thì vì kế lớn, anh em đã cắn răng chịu đựng, giấu mình thật tốt, nên địch không phát hiện được gì hơn. Và nếu có thì chỉ là những toán Việt Cộng nhỏ lẻ. Tôi nghĩ đến Ngôn, người cán bộ chính trị dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi biết anh đã mưu trí thoát khỏi ổ phục kích của địch, băng qua bao nguy hiểm trên một đoạn đường dài, mang được báo cáo quyết tâm của trận đánh căn cứ Mỹ đầu tiên ở mặt trận Đông Nam Bộ về tới Bộ Tư lệnh Miền, chỉ chậm có 2 ngày so với kế hoạch. Nhưng một thắc mắc khác lại nảy sinh. Điện của Bộ Tư lệnh Miền chỉ báo là đã nhận được báo cáo quyết tâm, chứ không nói gì đến việc phê chuẩn cho thực hiện quyết tâm. Có phải quyết tâm trong báo cáo của chúng tôi là không sát, không bảo đảm chắc thắng? Không, quyết tâm của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở nắm khá chắc tình hình, lại đưa ra thảo luận dân chủ, bàn bạc, cân nhắc rất kỹ, không thể có điều gì sai sót hoặc phiêu lưu. Thế thì là vì lẽ gì? Tại sao? Cuối cùng mới vỡ lẽ là sở dĩ các anh trên đó chưa phê chuẩn cho thực hiện quyết tâm là vì đã thấu hiểu tình hình lúc này của chúng tôi đang gặp khó khăn, các địa đạo để ém quân đang bị địch bao vây đánh phá. Đúng là không có lý do gì phải đình hoãn nhiệm vụ, địch vẫn chưa biết ý đồ của ta. Ta đã vào được đến đây, cách căn cứ địch có vài ba cây số, tạo được thời cơ về không gian, gọi là địa lợi như thế này thật là quý hiếm, là điều kiện thuận lợi để cho thắng lợi của trận đánh, đặc biệt với cách đánh của đặc công. Trong khi chờ đợi Bộ Tư lệnh Miền phê chuẩn quyết tâm chiến đấu, chúng tôi tiếp tục tổ chức điều nghiên, vừa để nắm thêm các chi tiết cấu trúc bên trong của căn cứ, vừa thăm dò xem địch đã phát hiện ta đến đâu. Bộ phận đánh khu vực để máy bay và cơ giới sau khi tiềm nhập trở ra, nét mặt ai nấy đều vui vì không có biểu hiện gì là địch nghi ngờ ta tiến công. Ta nắm chắc hơn sự bố phòng của chúng. Anh em đã sờ tận tay từng chiếc máy bay, tìm ra được biện pháp diệt máy bay, xe liệng trái vô cảng máy bay, toàn thân máy bay sập hỏng là cách chắc. Có đồng chí bò vào, thấy phi công trực chiến ngồi trên buồng lái xem báo, trở ra bình luận vui. Ta đánh kiểu này thì thằng địch mất cả chì lẫn chài, vừa phá được máy bay lại diệt được cả bọn lái. Thấy tình hình diễn biến tốt, anh em vẫn giữ vững khí thế. Tôi ngồi dậy viết điện báo cáo cho Bộ Tư lệnh Miền, xin cho được thực hiện quyết tâm chiến đấu càng sớm càng tốt. Điện chưa kịp đánh đi thì tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Những ngày sau đó địch đánh phá rất dữ. Máy bay lên thẳng rà sát mặt nước ở các đầm hồ quanh căn cứ nhằm phát hiện ta kết hợp với các bộ binh càn quét, lùng tìm dấu vết khả nghi. Hay là chúng tôi đã bị lộ? Một câu hỏi lóe lên không có lời giải, và cũng không sao đối phó với chiến dịch vây quét của địch, tìm cách sao giấu mình tốt hơn nữa, tránh không để bất cứ một dấu vết gì làm cho địch khả nghi, mà xóa dấu vết của mấy trăm con người ở không gian hẹp trong các hầm địa đạo không đơn giản chút nào. Tôi, Minh tiểu đoàn trưởng và Lan đi trinh sát thực địa lần cuối trên đường trở về địa điểm ém quân bị địch săn lùng, phải nằm lại ở sinh lầy vì trời sắp sáng. Suốt một ngày vùi mình dưới bùn, chỉ để hở hai mắt, mũi và mồm. Bộ binh Mỹ ập đến chỗ Minh, Lan đang nằm, nhưng may có một cái hố sâu ngăn cách, lính Mỹ bỏ cuộc quay trở lại. Sau này khi trận đánh thắng lợi về hậu cứ nghỉ ngơi, có dịp hàn huyên chuyện cũ, ôn lại những bước gian truân ở Củ Chi, Đồng Dù. Anh em đã tặng cho Minh một cái tên ngộ nghĩnh, Minh Chuột Cống, vì nhiều lần đi điều nghiên sắp vô căn cứ, lúc trở ra đều phải nằm dưới hốc cỏ để giấu mình, chẳng khác nào như là chuột cống. Vất vả, gian nan, nhưng chúng tôi vẫn có nguồn động viên, ấy là tin rằng mình chưa bị lộ. Gần đến ngày tiến công, địch càng vây càng dữ dội, dùng chó, dùng trực thăng xăm hầm. Anh em sống căng thẳng đủ thứ. Nằm ở dưới hầm địa đạo hẹp lại đông người, thiếu dưỡng khí, tức thở, rất khó chịu. Cổ họng lúc nào,
cũng như có vật nằm cản. Thở vào hít ra đều không hết, lồng ngực như có vật đè. Trong khi đó, tiếng bom đạn địch nổ trên đầu ngày càng inh tai nhức óc. Vì nằm dưới hầm địa đạo, nghe rất rõ tiếng động ở trên mặt đất, nhưng ở trên mặt đất không nghe được tiếng động ở dưới. Một ngày sống trong ngột ngạt và tức thở dưới hầm sâu địa đạo, mọi người chỉ mong sao trời chóng tối để mở nắp hầm ngoi lên hít thở khí trời, hơn là mong nước uống, mong cơm ăn. Mặc dầu ai cũng đang sống trong cảnh cầm hơi, không rè sèn thì không có gì ăn. Đến ngày nổ súng không đủ sức mà vô căn cứ. Nhưng ngoi lên lại có cái khó chịu của ngoi lên, ít ra là lúc đầu ai cũng ngất xỉu. Sau 30 phút mới tỉnh, mới minh mẫn tìm cách kéo, đỡ đồng đội lên tiếp. Người thứ hai cũng lại trải qua 30 phút hồi phục, sau đó làm nhiệm vụ dìu đỡ đồng đội của mình lên theo. Lên rồi, tất cả đều mệt mỏi, không nói không rằng, sau tỉnh dần và bắt đầu thi nhau khoan khoái. Khỏe lại ăn uống bình thường, chủ yếu là nhai mì rồi uống nước lã trừ, thế là xong bữa, chẳng bận bịu, chẳng bếp núc, khói lửa gì, vừa đỡ phức tạp cho công việc điều hành chỉ huy, vừa đảm bảo an toàn cho đội hình sắp bước vào chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục di chuyển, nhích dần đội hình đến vị trí ém quân mới, lại thu mình xuống địa đạo để sống, cho đến khi mặt trời lặn, lặp lại công việc của ngày hôm trước. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu thích nghi, quen dần, tỉnh nhanh, thời gian ngây ngất, rút ngắn. Nhai mì ăn liền nghe giòn giòn, thấy có vị béo bùi nơi đầu lưỡi. Đã có thể ngắm cảnh trăng sao, thưởng thức ngọn gió lành mơn man từ bốn phương tới. Có phút thanh thản hàn huyên, tình đồng đội gắn quyện thêm, ấm lòng nhau đi vào trận đánh. Những đêm đó, tôi có dịp trò chuyện với Đào, Lê Anh Đào, người đồng đội có nhiều năm gắn bó, sau 8 năm xa cách, nay tình cờ gặp lại, cũng bởi cái tình yêu binh chủng của hai chúng tôi. Đào là một chiến sĩ đặc công nòi của tỉnh Bình Thuận, đã tham gia đánh đặc công Hạ Đồn, Ngã Hai, phía nam thị xã Phan Thiết 4 cây số, hồi mùa xuân năm 1952. Đào trở lại chiến trường miền Nam rất sớm, từ tháng 12 năm 1959, với nhiệm vụ rõ ràng, tham gia xây dựng và phát triển lực lượng đặc công ở các tỉnh thuộc khu 6, nơi mảnh đất kiên trung của Tổ quốc, và sau đó anh được điều về đất miền Đông. Đào có mặt trong trận đánh căn cứ Đồng Dù với cương vị phụ trách các lực lượng đặc công sư đoàn 7. Mỗi chúng tôi có những thăng trầm khác nhau trong đời tư, trong thử thách, nhưng cái giống nhau là ở lòng say mê, tình cảm yêu mến và tự hào với binh chủng của mình. Giờ khởi sự đã đến, kết thúc 4 ngày sống ém quân giấu mình dưới các tầng địa đạo. Tầng địa đạo, một kỳ công của cuộc chiến tranh nhân dân đất Củ Chi, đã che chở cho chúng tôi tránh địch và đưa chúng tôi vào trận đánh thắng lợi. Tôi sẽ kể với các bạn tỉ mỉ hơn đoạn sau này. Giờ J kế hoạch là 12 giờ khuya, nhưng giờ J thực tế có sự thay đổi. Các mũi đã vào tới hàng rào cuối cùng, nhưng một sự cố làm lạnh gáy mọi người. Một mũi ở hướng Bắc, vướng mìn gây nổ sau khi đã qua lớp rào thứ 14. Lại một thiếu sót trong khâu huấn luyện. Đáng ra khi đạp phải mìn, người tiếp sau lui xuống tiếp tục dò gỡ, nhưng các chiến sĩ ta lại giạt sang bên nên đạp phải mìn gây nổ tiếp. Nghe tiếng nổ khác thường, địch tập trung hỏa lực bắn rất dữ vào nơi vừa xảy ra tiếng nổ. Vì thế mà mũi này do đồng chí Ngôn, chính trị viên phó đại đội chỉ huy, đã phải rút ra. Địch tập trung hỏa lực chủ yếu vào hướng mìn nổ, còn các hướng khác do kỹ thuật tiềm nhập của ta tốt, địch vẫn chưa phát hiện. Sau khi cân nhắc tình hình, tôi ra lệnh cho các mũi trưởng cho anh em tiếp tục nhiệm vụ. 6 mũi còn lại đều đưa được hết lực lượng vào lót sẵn các mục tiêu đã phân công. Nhìn đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng, lệnh nổ súng được phát ra theo quy ước. Hiệu lệnh tiến công trong trận này là bắn hết một băng AK. Loạt đạn nổ giòn và đanh. Các mũi theo tiếng nổ của hiệu lệnh tiến công ào ạt nhanh chóng. Không một tiếng hô reo, chỉ nghe những tiếng nổ đanh liên tiếp. Tôi biết anh em đã nghiêm chỉnh thực hiện quy định. Khi được dùng bộc phá, thủ pháo đánh vào các mục tiêu được phân công. Do rút kinh nghiệm từ các trận đánh trước, lần này chúng tôi quy định không dùng vũ khí AK để tiêu diệt sinh lực địch, vì lính Mỹ đều ở trong nhà. Dùng AK bắn chẳng những ít tác dụng mà còn tự mình bộc lộ mục tiêu. Địch có thể bắn vào những nơi phát ra tiếng nổ, dễ bị thương vong. Mặt khác, dùng AK trong đêm tối dễ bắn nhầm vào nhau. Đứng ở một góc thuộc hướng đông bắc của căn cứ này, lòng tràn đầy phấn khởi, vì tôi thấy các mũi tiến công của ta phát triển thuận lợi. Quân địch ở đây hầu như bị tê liệt, ta hoàn toàn làm chủ. Sau này, khi trận đánh kết thúc, tin tức từ cơ sở báo ra cho biết
lôi đánh bằng bộc phá, thủ pháo của ta rất lợi hại. Địch tưởng ta pháo kích thật, cứ thế mà ẩn trốn, không dám đối phó. Chính vì lẽ đó nên quá trình chiến đấu trong căn cứ ta phát triển thuận lợi, diệt được nhiều địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, mà ta thiệt hại không đáng kể so với trận đánh vào Dầu Tiếng cùng thời gian đó. Sau một giờ chiến đấu quyết liệt, các chiến sĩ đặc công đã đánh thiệt hại căn cứ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 25 Mỹ, gồm cả khu thông tin, đài radar, hai trận địa pháo, sân bay, bãi xe cơ giới, khu hậu cần. Đã đến giờ chuyển giai đoạn, được lệnh thì các mũi, các hướng rút theo thứ tự, xa ra trước, gần ra sau. Khi mũi cuối cùng ở hướng Nam ra khỏi hàng rào ngoài cùng và báo hiệu bằng một loạt đạn AK bắn chỉ thiên, các trận địa DKZ, dàn H-12 của ta được lệnh bắn theo thứ tự, bắn vào sở chỉ huy trước, tiếp đến vào khu trung tâm thông tin, bãi để xe, pháo và các kho tàng. Bị đánh bồi bằng hỏa lực có sức mạnh, toàn căn cứ chìm trong biển lửa, tiếng nổ càng dữ dội. Lần này mới là pháo kích thật, địch càng hoảng hốt, đầu nằm đấy, tạo thuận lợi cho ta rút nhanh, nhẹ và an toàn. Khi trời sáng dần, chúng tôi càng nhìn rõ đụn khói từ phía Đồng Dù đang bốc cao, lan rộng. Vành đai cứng phòng thủ Sài Gòn từ hướng Bắc của địch đã bị chọc thủng và một căn cứ lớn mà Mỹ dày công xây dựng đang trở thành một đám lửa. Màn hai của trận đánh được diễn ra khi mặt trời ló dạng. Sự ồn ào bắt đầu về phía địch với ta. Đó là tổ 3 người thuộc mũi 1 ở hướng chủ yếu phía Bắc, do lạc hướng không rút theo đơn vị được. Trong khi trời đã sáng rõ, toàn tổ tìm ẩn vào cái cống trên đường đi, lấy đá bịt hai đầu cống vừa để che mắt địch, vừa kiêm công sự bệ tì bắn địch nếu chúng phát hiện ập đến. Mặt trời lên cao, số địch còn sống sót trong căn cứ cộng với viện binh từ Sài Gòn vừa tới. Chúng tập trung càn quét quanh căn cứ, phát hiện các đường tiến và rút của ta, các vị trí đặt pháo, các mũi đột nhập, các dấu vết di chuyển. Chúng lần đến nơi, ba chiến sĩ ta trụ lại trong cống. Thế là cả bầy quân được lệnh dồn lại, dàn đội hình, hướng hết các mũi súng vào nơi cống. Nhưng không một tên nào dám lại gần, mà chỉ bắn như vãi đạn, xa, nghe tưởng như một trận đụng đồ lớn. Thỉnh thoảng một tiếng nổ của đạn AK từ đó phát ra, khi có tên nào đó bị chỉ huy thúc ép phải đến gần xem xét. Địch quyết bắt sống các chiến sĩ ta, chúng bác loa gọi hàng với những hứa hẹn đường mật. Vẫn không thấy dấu hiệu mềm yếu nào của đối phương, tiếng loa lại vang lên, nhưng không còn hứa hẹn nữa mà là đe dọa. Tức thì một tiếng nổ của đạn AK lại từ đó bay thẳng hướng vào cái loa, vẫn đang lên giọng dọa dẫm thay cho câu trả lời không hàng, sẽ chiến đấu đến cùng. Bộ mặt thật của kẻ thù phơi ra, chúng dùng pháo bắn chất độc phun vào nơi cống nhỏ. Ba chiến sĩ ta hy sinh vẫn nắm chặt súng hướng nơi kẻ thù ở tư thế ngồi bắn. Các mũi hướng đông có hai chiến sĩ ta cũng lạc hướng. Khi ra tới bưng, một cái bưng ăn thông ra sông Sài Gòn còn đầy nước, thì trời sáng nhìn rõ mặt người. Hai chiến sĩ ta quyết định nằm lại, toàn thân dìm xuống nước, chỉ để hở mũi và mắt. Nhưng không may, đúng ngày nước dòng, người trơ ra giữa lúc, một toán linh địch có cả dân vệ và vợ con dân vệ cũng được huy động đi càn ập đến. Thật là một tình thế hiểm nghèo không thể vượt qua. Theo sự chỉ đạo của huyện ủy Củ Chi, với các cơ sở ở gần các căn cứ địch, nếu đêm ta tiến công căn cứ thì sáng ra, các đồng chí đảng viên, đoàn viên, quần chúng trung kiên ở gần đó phải tìm mọi cách hợp pháp đi quanh căn cứ để tìm kiếm những chiến sĩ ta bị lạc, bị thương, tử sĩ chưa kịp chuyển hết, đưa về nơi an toàn, chăm sóc hoặc chôn cất. Vì đã có kế hoạch, hợp đồng cùng địa phương như thế, nên vừa sáng cơ sở ta cử cả một số trẻ em, cũng giả dạng theo nhập vào toán linh địch và gia đình chúng, hùa nhau đi săn lùng Việt Cộng. Đi trong đoàn săn lùng ra bưng có hai em nhỏ do cơ sở của ta bố trí, cùng chạy với sắp con cái lính ngụy. Vừa chạy đến đầu bưng, hai em này tinh ý thấy có dấu vết lạ, liền chạy lên trước và cứ thế lao xuống bưng, dẫm lên dấu chân có trước để xóa dấu vết. Hai em cũng theo vết chân đó tìm đến cùng, xem có anh giải phóng nào bị thương hoặc lạc đường đang phải giấu mình không, để tìm cách cứu thoát như các bác, các cô đã dặn. Ra đến giữa bưng thì hai em bắt gặp hai chiến sĩ ta đang nằm đó. Hai chiến sĩ ta hoang mang, chưa biết nên xử trí ra sao trước tình huống đến nhanh và đột ngột. Hai em nhỏ tỏ vẻ không để ý, vừa vờ xí phần khoanh vùng tát cá, vừa nói nhỏ với hai chiến sĩ ta, hai chú cứ nằm yên đây, tụi cháu đắp đất phủ để địch khỏi nghi nghe. Nói rồi hai em vờ tát cá đắp đất phủ lên người hai chiến sĩ ta như một cái bờ ngăn nước. Vừa đắp, hai em vừa nói tiếp,
hai chú ráng nằm đây, chờ tối tụi cháu dẫn hai chú vô khu có nhiều địa đạo, vùng của ta mà chú. Cả ngày hôm đó, sau chiến thắng trở về, niềm vui trong chúng tôi phải tạm xếp lại, lo đối phó với cuộc bổ vây xăm lùng của quân thù. Địch huy động xe tăng, bộ binh và cả chó nữa nhằm bắt bằng được chúng tôi, những người đêm qua đã gây cho chúng một đòn đau làm thay đổi hẳn cả bộ mặt của cái căn cứ quân sự thuộc loại nhất của Mỹ ở tuyến phòng thủ thép tại Bắc Sài Gòn. Chúng lùng sục tận các nơi khả nghi, các đường mòn, vào cả khu ém quân của chúng tôi dưới tầng địa đạo. Vẫn biết là Việt Cộng đánh đêm qua, chưa thể ra khỏi khu này, nhưng càn lùng, dò xăm đủ ngón mà vẫn không thấy một dấu vết khả nghi nào địch đánh chịu cho thu quân. Không gian yên tĩnh trở lại, mọi người khấp khởi mong cái giờ phút mở mắt, hầm địa đạo để được thỏa thuê, thở hít khí trời, thì một sự việc không may lại ập đến. Ấy là ở nơi ém quân của tiểu đoàn đồng chí Lan đã chủ quan, dỡ nắp hầm hơi sớm. Vừa lúc ấy, một máy bay lên thẳng từ hướng Dầu Tiếng bay qua, phát hiện thấy có dấu vết lạ khả nghi từ mặt đất. Chúng liền quay lại, giả thấp, khép vòng và gọi điện báo cho các đồn địch ở quanh vùng bổ vây, chờ trời sáng hạng hay. Thế là cái đêm dự định xả hơi ấy không còn nữa. Một cuộc chiến đấu đơn phương diễn ra rất căng thẳng và ác liệt. Pháo sáng địch thay nhau bay lên, tạo thành một quầng sáng lan rộng vào góc trời. Đạn pháo bắn ngăn chặn, lúc gần lúc xa, ùng hoàng suốt đêm. Tiếng động cơ của tàu xuồng phong tỏa mặt sông Sài Gòn, đoạn từ Thủ Dầu Một tới Bến Dinh, cứ ầm ầm ì ì nghe tức tối. Cho mãi khi trời mới rạng sáng, mặt đất ở nơi chúng tôi ém quân bị rung lên, bị nung nóng bởi các loại đạn địch đổ xuống. Máy bay Mỹ thi nhau lượn vòng cắt bom. Xe cơ giới, dàn thành hàng, hết cày ngang, lại cày dọc. Chúng vây, chúng lùng, chúng xăm bằng thuôn, bằng chó, thấy đâu có hầm. Bất kể đó thế nào có người hay không có người, mới đào hay đã cũ sập theo nắng mưa khắc nghiệt, chúng cũng cứ làm theo đúng bài bản là dùng bộc phá đánh sập nắp, dùng chất độc hóa học phun vô cửa. Hùng hổ như thế nhưng mà cũng có giới hạn. Không một tên lính nào dám xuống hầm cả, dù chỉ là một đoạn ngắn, bởi đồng đội của chúng trước đây đã phải trả giá hoặc bị đạn bắn tỉa, bị thủ pháo, bị trông mìn cụt giò. Cuộc chiến đấu đơn phương diễn ra suốt ngày và cũng có kết thúc bằng một thông báo thắng lợi, nghe thật hài hước đăng trên tờ báo Sao và Vạch của quân đội Mỹ. Nó hài hước, nó chua chát bởi vì đối thủ của cuộc hành quân đơn phương quét và giữ ấy là chúng tôi, thì ngay trong đêm đó vượt khỏi vòng vây địch trở về hậu cứ an toàn. Hai hôm sau, chúng tôi tổ chức lễ mừng chiến thắng, gọi là lễ cho đúng quy ước. Chứ chiến trường đang nóng bỏng này, làm gì cho chuyện đó. Chúng tôi tập họp từng tiểu đoàn riêng lẻ, ở địa điểm trú quân riêng lẻ để nghe thông báo số liệu tổng hợp về kết quả trận đánh, nghe phân tích ý nghĩa trận đánh, nhưng cũng rất ngắn gọn. Cuối cùng là đọc lệnh khen thưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Một huân chương quân công hạng nhất cho trận đánh. Mỗi tiểu đoàn tham gia trận này là một huân chương quân công hạng 3. Hơn 40 cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng huân chương chiến công. Số còn lại, tất cả đều được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Riêng tôi cũng vinh dự được tặng huân chương chiến công hạng nhất.